áp âm thiên chân trong đêm tối lạnh lùng. Với giọng ca ngọt ngào, cùng ngón đàn guitar mộc mạc nhưng cuốn hút người nghe. Mỗi ngày, anh Lê Văn Lợi, 40 tuổi, quê ở An Giang, lại rong ruổi khắp các nẻo đường ở các quận trung tâm thành phố, các khu dân cư đông đúc, để mưu sinh bằng nghề hát rong và bán tăm bông. Mắc bệnh khiếm thị từ năm lên ba, nhưng nghị lực và niềm đam mê đàn ca tài tử đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn, bất hạnh. Thần tượng các bậc tiền bối cải lương, nhưng không có điều kiện để đi học đàn, học hát. Anh Lợi lên mạng, mày mò tự học, rồi đàn và hát như một cách giải tỏa nỗi niềm mỗi khi cảm thấy buồn. Hồi trước á, là em ham đàn cổ. Lúc đó em còn nhỏ là em ham đàn cổ lắm. Cái em nghe người ta nói là trường khuyết tật An Giang có dạy đàn, em mới đi học. Nhưng mà xuống đó trường không có dạy cổ, dạy nhạc không à. Nhưng mà em thì em phá giọng cổ rồi, em từ cái nhạc đó rồi em đàn thành giọng cổ em hát chứ em chưa học ai. Rồi bây giờ thì có nhiều chỗ dạy lắm, nhưng mà giờ lo tiền, lo cho vợ con ăn uống đủ thứ tiền ra, không có điều kiện để học nữa. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân lại mù lòa, nên từ nhỏ anh Lợi phải đi bán vé số, kiếm tiền lo cho bản thân và phụ giúp cha mẹ. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho đến một ngày anh gặp chị Bùi Thị Tuyết, cũng đi bán vé số và cùng hoàn cảnh, nên anh chị kết duyên và sinh được ba người con. Hiện người con lớn đã lập gia đình ở riêng, hai con nhỏ thì anh chị gửi cho ông bà nội chăm sóc. Năm 2020, dịch Covid bùng phát, công việc bán vé số trở nên ế ẩm, rồi cộng thêm nhiều lần bị giật vé số, nợ nần chồng chất, cuộc sống gia đình anh Lợi gần như đi vào bế tắc. Dịch bệnh đã hết, nhưng không đủ tiền để lấy vé số. Anh chị cứ loay hoay mãi, chưa biết phải xoay sở thế nào, thì được bạn bè khuyên nên chuyển qua đi hát và bán hàng rong. Anh về quê vay mượn bà con được một ít tiền, mua loa và cây đàn cũ kỹ, rồi bạn với vợ chia nhau ra bán để có thu nhập nhiều hơn. Buổi sáng anh đi thì buổi chiều tới chị. Chị không biết hát thì kéo loa phát đĩa ca sĩ hát để bán hàng. Tính là vậy, nhưng có lẽ khách hàng chỉ thích nghe nhạc sống, nên lần nào chị đi bán về cũng lỗ tiền xe. Cuối cùng đành phải ở nhà lo chuyện cơm nước, nhà cửa. Một mình anh Lợi mỗi ngày gồng gánh đồ nghề, vừa lần mò từng bước, vừa đàn, vừa hát. Anh nói sợ nhất những cơn mưa, bởi anh sợ trú không kịp thì đồ nghề ướt hết, hư hết, lấy gì mà kiếm cơm. Vừa quái đồ vừa đờn, bỗng lo rồi tâm bỗng nhiều thứ, rồi thêm mình hát nữa, mệt lắm. Nếu mà trời mưa mình đục không kịp thì cố gắng đi tới nào đục được thì đục. Ở đây thì không đến đổi, hồi xưa lúc ở dưới quê á, có một số chỗ em đi á, người ta không cho đục mưa luôn á. Mà người ta còn hỏi vậy nè, rồi lo nó đi vậy trời mưa ướt hư không, mà gì mà người ta không cho đục mưa. Giọng ca nhẹ nhàng của anh cùng ngón đàn tuy mộc mạc nhưng sâu lắng, đã chạm đến sâu thẳm tâm hồn của người nghe, nên công việc mua bán của anh cũng tạm ổn định. Thỉnh thoảng cuối tuần anh lại đón vài người bạn đồng cảnh đến nhà để hàn huyên tâm sự. Họ không thể nhìn thấy nhau, nhưng họ vẫn thấu hiểu nhau qua tâm hồn đồng điệu. Họ cùng nhau chia sẻ buồn vui, động viên để cùng nhau vượt qua nghịch cảnh. Họ tạo cho mình, cho người niềm vui bằng sự lạc quan, yêu đời và tinh thần không từ bỏ. Âm nhạc đã trở thành nguồn động lực to lớn giúp gia đình anh Lợi vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Không than thân trách phận, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Giờ đây, mong ước của anh chỉ là kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống, lo cho gia đình bé nhỏ của mình mỗi ngày. Lùng vào xuân.
rừng thay lá mai, lá đỏ rơi đầy phủ nói vương đi. Giữa bụi hành quân dừng chẳng ăn chiếc dầu gửi về giữa bụi hành quân dừng chân ánh nắng nấu con chim mừng xuân đang vui hót chân cành. Ở nơi đây rừng vào xuân rừng không có mai vàng chỉ có hoàng hôn rừng đi và tiếng chim rừng dục sáng bụi bình minh. Thương em nhiều quá dài mong manh ruộng sớm đồng chưa mưa nắng tao tay dạ, núi con thay chồng đánh giặc miền xa đất ta bàn tay đã nắng trong đêm tối lạnh lùng anh dặn hành quân vui với núi rừng đồng đội bên anh là những chàng trai trẻ ba lô nặng đường dài áo rách đôi vai ôm súng bên mình suốt lứa tuổi đôi mươi mắt xanh một người con gái chưa nói cùng ai.